Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục là mình quay cho các bạn xem về cái chủ đề là trồng bí, cũng như là trả lời câu hỏi cho các bạn đã bình luận cho mình vào những cái video trước ha. Là như mọi ngày nha mọi người. Thì câu hỏi lần này á thì của một bạn tên là Thùy Nhi. Thì bạn này có hỏi mình á là bạn trồng bí hồ lô á, nó rất là tốt luôn, lên xanh mướt luôn, nhưng mà nó không có những cái nụ cái, mà nó toàn là những cái nụ đực thôi. Cái nụ đực là cái nụ như thế này nha mọi người. Đây nè. Thì đây là cái nụ đực nha mọi người ha. Còn cái nụ cái là cái nụ như thế này. Đó, thì bạn này bạn trồng bí bạn không có cái nụ cái. Bạn kêu mình là tư vấn giúp. Thì mà riêng về cái cách mà của mình trồng các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn ha. Thì đối với mà cái dây bí các bạn mà chúng ta trồng mà nó càng sung á các bạn, thì cái lượng trái ở trên cái dây bí này nè nó rất ít luôn, hầu như là nó rất là ít luôn, nó không có, tại vì nó sinh trưởng nhiều hơn cái sinh thực. Ở đây bí của mình các bạn bị vàng lá nè, mình không thèm xịt luôn á, mà trái thì các bạn mà thấy nè rất là ok luôn nha mọi người ha. Đây các bạn xem, mình bước một khúc là trái bí một rần luôn. Đây mà bí của mình là nó đang bị là vàng lá nha mọi người ha, vàng lá luôn á. Mà cái giống bí của mình đang trồng nó không phải là cái giống bí mà nó tốt nhất nữa. Cái giống của mình đang trồng là cái giống Hưng Nông. Thì cái nguyên nhân các bạn mà bí của mình mà nó ít trái các bạn, nó ra toàn những cái nụ đực á, là do là mình đi phân nó quá nhiều, nó sung quá, nó không có sinh thực, mà nó toàn là nó sinh trưởng không à. Thì bây giờ á mà mình muốn nó mà nó ra những cái nụ cái á như thế này nè, thì giờ mình hãy bấm những cái tim ngọn cho nó ha, bấm hết những cái tim ngọn chèo cho nó. Bấm tim ngọn ở đây á, là mình bấm ở trên đầu thôi, mình đã có một cái video mình chia sẻ rồi đó. Ở đây mình không bấm nha mọi người ha, tại vì bí của mình nó còn non, nếu như là mình bấm á là nó sẽ chạy. Thì bây giờ á, đợi bí nó đạt như thế này nè thì mình mới bấm cái tim ngọn, thì là đối với mình ha. Còn đối với những bạn á, mà không có những cái nụ cái như thế này, thì mình mới bấm cái tim ngọn đặng cho nó tập trung á, nó thun lại và nó ra những cái nụ cái và nó sinh thực. Chứ mà chúng ta mà cứ để mà nó trường bò hoài như vậy đó là nó là toàn là sinh trưởng thôi. Dây bí nó rất là tốt, hầu như là nó không có bệnh luôn. Ở đây bạn coi nè, mình trồng bí nè, bí ra trái nè. Đây các bạn ha, toàn là những nụ cái thôi. Tuy rằng là bí của mình á là ở đây nó bị vàng lá. Vàng lá là do ảnh hưởng cũng của phân các bạn, hoặc là do ảnh hưởng từ bọ trĩ. Bọ trĩ thì nó làm cho mình là một là cái lá của mình nó sẽ bị vàng và nó bị thun ngọn lại đó. Thì ở đây là mình do ảnh hưởng của phân nha các bạn ha. Ở đây là mình đi phân ít nó cũng bị vàng lá nữa, nó bị thiếu phân. Mà chúng ta đi phân đậm nhiều quá thì cái cây của mình đó các bạn thì nó sẽ xanh tốt, nhưng mà nó ra những cái nụ đực, nó không ra những cái nụ cái. Còn bây giờ mà muốn cho nó ra những cái nụ cái như thế này thì mình chỉ bấm cái ngọn của nó. Đây mình thấy không, ở đây mình cũng đã bấm ngọn cho nó nè. Cái này là mình bấm ngọn nha, mình bấm ngọn là mình lấy trái ở bên trong rồi, cái này là trái thêm của nó đó. Đây các bạn xem bí của mình nha. Ở đây thì bí của mình là nó có những cái trái nhỏ và cũng như là những cái trái bự nha mọi người. Ở đây là trái nhỏ nè, ở đây thì nó mới ra được là mấy ngày. Con này thì nó mới là bắt đầu là nó ra nụ nè. Con này thì nó cũng đã được là chặn một lạng đến hai lạng nha mọi người ha. Thì đối với bí mà nó ra cái giai đoạn mà nó một lạng hai lạng, thì lúc trước thì mình cũng có chia sẻ cho bạn về cái cách mà bấm tim ngọn cho nó đó. Là mình sẽ bấm tim ngọn cho nó là cho nó tập trung nó nuôi dinh dưỡng. Còn cái trong cái trường hợp mà của bạn Thùy đó thì mà nó chưa có ra trái thì bắt buộc bây giờ mình chỉ bấm cái tim ngọn nha các bạn ha, đặng cho nó tập trung nó sinh thực ha. Và đồng thời nữa, nếu như mà những cái tán lá gốc của mình đó các bạn mà nó dày đặc quá thì mình nên tỉa bớt nha. Ví dụ như vậy nè, mình bỏ bớt, mình tỉa bớt những cái tán lá gốc. Đây mình lặt bớt bỏ, ở đây là mình lặt bỏ cũng rất là nhiều những cái tán lá nha mọi người ha. Đây nè, lá mình lặt bỏ nó rất là nhiều luôn. Để mình quay cho các bạn xem, khúc này thì nó bị vàng lá nhiều lắm. Đây nè, mình đã ngắt bỏ trước đó luôn á, đặng cho nó tập trung á, nó sinh thực. Bí của mình á thì nó ra bông cái nhiều, chứ nó không có ít. Đây các bạn đây nè,
đây mình trồng nó chung chen cỏ dôi, thành ra nó hơi khó khó đi quay cho các bạn xem cũng cực. Đây là bí này thấy không đó. Thì đối với những cái người bạn nào mà đang xem kênh của mình á, thì nếu như là các bạn có những cái câu hỏi hay cũng như là những cái biện pháp hay á, thì các bạn cũng có thể là bình luận góp ý ở trên kênh của mình ha. Vì có một bạn hôm bữa mình chia sẻ các bạn, thì bạn này chia sẻ về cách mà lấy cái lượng trái ở trên bí hồ lô á, làm sao mà cho chuẩn á, thì bạn này cũng bạn đã cũng góp ý cho mình. Góp ý ở đây á, là chia sẻ cho các bạn cùng biết á, là bạn này á, là bạn lấy một gia chèo như vậy là bạn lấy được 2-3 trái luôn, mà cái lượng trái ở trên cái quả bí của mình á, nó cũng rất là tốt chứ nó không có xi nha. Bằng cách á, bạn ấy là bạn hạ những cái ngọn chèo này nè cho nó âm đất luôn, nghĩa là cho nó mọc rễ ngay những cái khúc này này nha mọi người, nó cho nó ăn rễ xuống luôn, nó ăn rễ mà ngọn chèo á, mình đắp đất trên những cái ngọn chèo á thì bí của mình nó sẽ tốt hơn. Cái đó là một câu hỏi bạn đó đã góp ý cho mình, nhưng mà mình ở đây thì mình chỉ lấy cái lượng trái nó ít ở trên cái dây bí thôi, mình lấy là tầm là ba trái là trở lại à, chứ mình không có lấy nhiều, tại vì kỹ thuật của mình thì cũng cơ bản thì cũng có bao nhiêu đó thôi à, chứ mình không có sành mấy. Chủ yếu á, là mình biết nó xịt những cái giai đoạn nào, ví dụ như nó là 10 ngày tuổi thì mình nên là xịt phòng cái bọ trĩ nè, và khi bí của mình mà nó ra nhỏ tầm cỡ này nha, là mình phải xịt những cái loại thuốc như là alpha cua nè, để mà mình phòng những cái ruồi ong mà chích trái cũng như là bọ xích nha các bạn. Đây con bọ xích nè nó, thì hai nữa thì mình sẽ xịt dưỡng cái thằng canxi bo đặng cho cái trái bí của mình các bạn nó bị mưa nó mướt cũng như là nó sung và nó phát triển tốt. Đây nè nó, thì đó là cái cách trồng của mình thôi. Ví dụ như là nó bị cái gì thì mình xịt cái đó thôi, mình cũng biết cơ bản, và ở đây mình làm clip là mình chia sẻ cho các bạn thôi. Còn cái trường hợp mà bạn Thùy Nhi đó, thì nó không có nó không ra những cái nụ cái đó, thì bạn là nên bấm hết những cái ngọn chèo ha, bấm tim ngọn cho nó, chứ mình không có bấm đứt ngang vậy nha. Đây nè, bấm vậy là bấm nó đứt ngang, còn bấm tim ngọn là bấm dày đó các bạn xem ha. Thì đó là cái cách mà mình sẽ tạo ra những cái nụ cái ở trên một cái dây bí nha. Nó thì mong rằng là bạn xem được cái video này thì sẽ là giúp ích được cho bạn ha. Chứ trồng kinh tế mà nó ra những cái bông đực không mà không ra những cái bông cái thì mình cũng thất tu. Thì rằng là những cái bông đực thì mình bán thì nó cũng có giá đó, chứ không có rẻ đâu. Thì thôi mình quay video tới đây thôi nha các bạn. Là hiện tại là mình đang quay cho các bạn xem là trời rất là nắng luôn á. Đây nè, trời rất là nắng luôn. Tại vì mình cũng không có thời gian rảnh để quay nữa. Mình rảnh lúc nào là mình quay cái giờ đó. Giờ này là giờ trưa, mình mới ăn cơm xong thì mình ra mình quay clip rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì các bạn nào xem mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha, cũng như là bấm cho mình một cái nút like và chia sẻ lên những cái group mà cây trồng ha, để kênh mình nó phát triển nha các bạn. Rồi mình xin được cảm ơn và chào tạm biệt các bạn nha.